chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái con mối chúa. Cái con có cái bụng to to, đây chính là cái con mối chúa này các bạn. Kích thước của nó thì cỡ bằng một ngón tay út và dài khoảng tầm từ 3 đến 5 cm. Con mối chúa này các bạn có thể tìm thấy nó ở đâu? Đó là trong những cái tổ mối nổi lên trên mặt đất. Các bạn thấy có những cái ụ đất đấy, các bạn đào sâu xuống khoảng vài chục cm thì các bạn sẽ thấy một cái cục đất rất là cứng và có hình dạng như thế này. Đấy. Nó giống như là hai cái chén úp lại vậy. Sau khi mà đập cái cục đất này ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái không gian. Bên trong này sẽ chứa một con mối chúa. Thông thường một tổ mối chỉ có một con mối chúa mà thôi. Rồi, cái con mối chúa này có đặc điểm gì? Thì con mối chúa này có nhiệm vụ là sinh sản ra thế hệ tiếp theo cho tổ mối, sinh sản ra mối thợ, đấy, mối bảo vệ. Ở bên cạnh con mối chúa này, các bạn nhìn thấy có một con mối cánh. Đây chính là một con mối cánh. Con mối cánh này thường bay vào nhà chúng ta mỗi khi mà trời mưa xuống. Thì các bạn thấy rằng cái đầu và cái chân của con mối chúa nó hoàn toàn giống với cái đầu và cái chân của con mối cánh, chỉ khác nhau về cái bụng mà thôi. Cho nên theo mình suy luận thì con mối chúa này được phát triển lên từ cái con này. Con mối chúa này thì có tuổi thọ cũng được khá là lâu. Rồi, mối chúa dùng để làm gì? Thông thường mối chúa sử dụng để ngâm rượu, để uống. Một số người quan niệm rằng uống rượu mối chúa thì nó sẽ giúp tăng cường sinh lý nam. Ở đây mình có một bình rượu mối chúa. Bình rượu này là do chính tay mình đào và mình ngâm trong quá trình đi thực tập tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Các bạn thấy rằng là những con mối trong này rất là trắng, khá là to đấy, và sạch sẽ phải không nào? Bình này thì mình chỉ ngâm để làm kỷ niệm thôi, chứ mình cũng không có ý tưởng là sẽ uống nó. Con mối chúa này ngoài ngâm rượu thì còn được sử dụng để làm thuốc trong đông y. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng con mối này để làm thực phẩm. Các bạn có thể hấp nó hoặc chiên nó lên và chúng ta có thể ăn được. Mình đã ăn rồi và không có vấn đề gì cả. Một số bạn bảo rằng là con mối chúa này có thể ăn sống. Mình nghĩ việc đó là không nên. Bởi vì bên trong cái con mối chúa này, mình không biết là nó có tiềm ẩn cái con ký sinh trùng hoặc là cái con giun sán gì không. Việc các bạn ăn sống thì sẽ tạo điều kiện cho ký sinh trùng hoặc sán nó xâm nhập vào cơ thể. Có một số loài sán ký sinh lên não, như vậy là rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nên áp dụng biện pháp là ăn chín uống sôi, hoặc có thể ngâm nó với rượu mạnh để cho nó tiêu diệt hết những cái con ký sinh trùng đấy đi, rồi chúng ta mới thưởng thức. Đấy, thì đấy là toàn bộ về cái con mối chúa. Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ quan sát kỹ lại nó một lần nữa. Đây là mặt lưng. Các bạn thấy rằng là người của con mối chúa, đấy, nó chuyển động liên tục giống như một con sâu nái phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ lật cái mặt bụng của nó lên cho các bạn xem. Ok, con mối chúa này thì nó sẽ hô hấp qua những cái lỗ khí. Đây, theo mình quan sát thì bên hông của nó có những cái lỗ khí như thế này. Đây là cách hô hấp rất đặc trưng của những cái loài côn trùng. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.